Cố vấn y tế hàng đầu của chính phủ Mỹ Anthony Fauci cho biết là nước Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden có kế hoạch tham gia cơ chế phân phối vaccine toàn cầu COVAX. Tổng thống Joe Biden công bố Mỹ dự định tham gia cơ chế COVAX và hỗ trợ cho liên minh toàn cầu mang tên tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng phó với COVID-19 nhằm thúc đẩy những nỗ lực đa phương trong việc phân phối vaccine, phương pháp điều trị, chẩn đoán bệnh COVID-19, cũng như cách tiếp cận công bằng, nghiên cứu và phát triển vaccine ngừa COVID-19. Ông Fauci cho biết thêm, chính quyền mới của Mỹ bày tỏ cảm ơn WHO vì tổ chức này đã dẫn dắt công tác ứng phó đại dịch toàn cầu COVID-19 và cam kết Mỹ vẫn là một thành viên của WHO. Theo nhà khoa học này, Mỹ có ý định thực thi đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với WHO. Indonesia trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 13.632 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 965.283 ca. Dịch bệnh hiện đã lan ra 34 tỉnh của Indonesia. Thủ đô Jakarta là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất với 3.792 ca nhiễm mới chỉ trong 24 giờ qua. Trong những tuần gần đây, số ca mắc mới và tử vong tại Indonesia liên tục tăng cao, làm dấy lên quan ngại các bệnh viện của nước này có thể quá tải và sụp đổ trong những ngày tới. Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines đã ghi nhận thêm 2.178 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia Đông Nam Á này lên 509.887 ca. Philippines có tổng dân số khoảng 110 triệu người và đã tiến hành xét nghiệm cho hơn 7 triệu người kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát vào tháng 1 năm 2020. Chính phủ Ấn Độ thông báo hơn 1 triệu nhân viên y tế của nước này đã được tiêm vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Theo chiến dịch tiêm chủng của Ấn Độ, được bắt đầu từ ngày 16 tháng 1 vừa qua, 30 triệu nhân viên ở tuyến đầu chống dịch, bao gồm y bác sĩ, nhân viên vệ sinh và an ninh, là những đối tượng được tiêm vaccine đầu tiên. Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Harsh Vardhan cho biết vaccine phòng COVID-19 hoàn toàn an toàn và hiệu quả. Tiếp theo là khoảng 270 triệu người thuộc các nhóm trên và dưới 50 tuổi, hoặc có rủi ro cao về sức khỏe do có sẵn bệnh nền. Myanmar đã tiếp nhận 1,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 do Ấn Độ cung cấp để tiêm chủng cho 750.000 người.